Xin chào mọi người đã đến với video tiếp theo của mình nhé. Video này mình lại chia sẻ cho các bạn một cái nền tảng mới AI Oppo anh em nhé. Và đây là một cái nền tảng các bạn đăng ký thành công các bạn sẽ nhận được là 100 USDT miễn phí nha. Và 100 USDT này thì các bạn có thể sử dụng được nha anh em. 100 USDT này thì các bạn sẽ, nếu như các bạn không đầu tư nhé, thì các bạn sẽ kiếm được là 0,2 đô một ngày. Đấy, 0,2 đô một ngày. Và cái min của nó thì sẽ là 2 đô anh em nhé. Đây các bạn có thể xem đây này, trong vòng 90 ngày này đầu tư Oppo 00 các bạn sẽ không phải mất một đồng nào nhé, các bạn sẽ kiếm được là 2 đô một ngày. Còn nếu như các bạn đầu tư được 8 đô có nghĩa là anh em đã có 108 đô rồi, anh em sẽ kiếm được là 2 đô một ngày nhé. 30 đô thì các bạn sẽ kiếm được là 10 đô một ngày. Như vậy thì nó chỉ loanh quanh khoảng 3 ngày là về vốn anh em nhé. Đấy, thì các bạn có thể là cân nhắc, đường link thì mình sẽ luôn để ở dưới phần mô tả và bình luận của video nhé. Đăng ký thì nó rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhập cho mình cái email, mật khẩu và chọn đăng ký là được anh em nhé. Và sau khi mà đăng ký thành công thì bạn sẽ đọc qua một cái thông báo cho mình một chút nha. Nếu như các bạn muốn đầu tư thì bạn có thể là chọn cho mình một mục nạp điện này nhé. Ở đây các bạn có thể là chọn TRX để không bị mất phí anh em nhé. Nếu như mà các bạn quen dùng TRX, quen chuyển TRX rồi thì anh em dùng TRX là anh em đã lãi được 1 đô rồi nhá. Tại vì nếu như mà các bạn chuyển USDT TRC20 ấy, thì cái phí thấp nhất của các bạn ở các sàn thì các bạn bận cái sàn nào mà nó thấp ấy, thì các bạn cũng mất 1 đô. Còn cái TRX này thì anh em có thể là dùng chốt qua net hoặc là OKX thì sẽ không bị mất phí nhá. Hoặc có mất thì mất một chút thôi, 1-2 TRX thì nó chỉ khoảng 1-2 nghìn Việt Nam đồng thôi. Nên là những cái dạng mà kiểu như này thì mình luôn khuyên anh em là đầu tư bằng TRX nhá. Thì anh em chỉ cần là sao chép cho mình cái địa chỉ ví này và về ứng dụng có đồng TRX để các bạn chuyển tiền. Và các bạn lưu ý này, nếu như các bạn muốn VIP 1 chẳng hạn, các bạn nạp 8 đô thì các bạn chuyển số TRX nó tương đương với lại USDT nhá. Ví dụ như 8 đô bằng 80 TRX thì anh em chuyển nhá, anh em tính ra anh em chuyển nhá. Và sau khi chuyển xong thì anh em nhớ là chọn là đã hoàn tất nạp tiền cho mình này. Và khi mà có tiền rồi thì bạn sẽ kéo xuống các bạn làm nhiệm vụ cho mình nhá. Ở đây thì các bạn sẽ làm được rất là nhiều nhiệm vụ nhá. Và theo cá nhân mình ấy, thì những con mà nó cho làm nhiều nhiệm vụ này thì thường là anh em chơi, mình chơi mấy con đều có lãi này anh em nhá, thì các bạn có thể là cân nhắc. Còn lại là đầu tư thì cũng không nói hay được, có con thì lãi cực kỳ là tuyệt vời nhưng cũng có con thì không có lãi anh em nhá. Nhưng những dạo này mình thích chơi vì là nếu như mà 10 app chẳng hạn thì sẽ có 1-2 app là anh em không có lãi, nhưng mà cái tỷ lệ mà anh em lỗ rất là thấp anh em nhá. Đấy, còn lãi thì cực kỳ là tuyệt vời rồi. Thì nhiều bạn theo mình thì cũng đã chơi loại này nó rất là quen rồi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là chia sẻ để nhận hoa hồng cũng được anh em nhá. Rồi, nhập cho mình số tiền, địa chỉ ví, mật khẩu nếu như các bạn muốn rút tiền nhá. Và min của nó là 2 đô này. Ok, thì mình sẽ thực hiện rút là 2 đô anh em nhé. Rồi, như vậy là mình đã rút tiền thành công. Thì sẽ đợi tiền nó về tài khoản thôi. Nếu như các bạn muốn mời bạn bè, các bạn chọn cho mình vào mục đội này. Ở đây các bạn chỉ cần là sao chép cho mình cái liên kết này và chia sẻ cho bạn bè. Thì có người theo cái link của các bạn chơi, các bạn sẽ có hoa hồng. Và hoa hồng của này thì sẽ được là 15% hoa hồng cho ba cấp nhé. 10, 3 và 2%. Còn đây là cái số USDT mình đã nhận được nha anh em nhé. 2 đô này, tiền về cực kỳ là nhanh. Thì nếu như bạn quan tâm đến nền tảng này, có thể click vào link và đăng ký tài khoản nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ dừng video và quay ra dung tặng quà cho anh em nhé. Ok, thì video này của mình cũng chỉ có 11 lượt bình luận hợp lệ thôi. Thì mình sẽ chọn ra một bạn nhé. Mình sẽ chọn bạn bạn Chiu Chiu này đi. Bạn Chiu Chiu này. Chúc anh có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng này. Các bạn hãy liên hệ với mình tặng quà cho bạn nhé. Mình thì mình thích cái bạn nhìn nhìn này, nhưng bạn nhìn nhìn này thì mình cũng mới tặng riêng rồi, nên là mình sẽ chọn ra một người khác nhé. Còn anh em muốn nhận quà từ mình, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và để lại một lượt bình luận. Thì anh em để lại nhiều lượt bình luận thì mình sẽ quay ra zoom tặng cho nhiều bạn nhé. Ví dụ như 3 đến 5 bạn. Đấy, còn nếu như mà cứ một vài bình luận này thì mình sẽ tặng riêng nhé. Và cũng có thể một video nào đó thì mình sẽ tặng hết những cái bạn mà bình luận, nếu như mà các bạn lâu các bạn không trúng nhé. Ok, hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.